anh định không nói ra điều này, anh tính giữ nó đến lúc anh mất đi thì thôi, nhưng anh phải nói thôi. Anh xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm. Anh muốn em ghét bỏ anh mà đi. Em biết vì sao anh hay nói chúng mình bên nhau. Vài năm nữa thôi, rồi em ôm anh đi, sau này không ôm được nữa, không ôm được nữa. Em biết vì sao không? Anh bị ung thư đó. Anh muốn em rời xa anh, nhưng không nghĩ em sẽ phản bội anh. Lớp lên. Sao anh đau lòng đến đến thôi, anh muốn giấu kín nữa mãi mãi, nhưng anh phải nói để em tha thứ cho anh. Anh xin lỗi lần này nghĩ em bên vòng tay người khác, tim anh đau rất em à. Nhảy đây nè. Này mẹ nè, mẹ nè. Ở đây nè mà. Mẹ nè. Mẹ của người nhảy nè. Chứ nhảy gì có người ta ấy chứ. Hôm hôm nay có đội cứu hộ cứu rồi mà kiếm không có. Nè, mẹ nè. Người mẹ đau khổ đến nhờ sĩ Quỳnh Hải để tìm dạ, công an rồi chứ còn cho công an thì vô rồi, vô cuộc rồi lập lấy là giữ hai đôi dép đi hôm lúc hèm bờ hè. Lúc mà không giờ á. Hôm này ra. Ờ, có lúc không giờ. Mới hôm nay. Ờ đúng luôn à. Nó nuôi con. Xong rồi này này kia nọ đó, rồi nó ra ngày rồi. Qua ra là chắc cũng chưa lỏi là được, nước tan chảy nhiều giờ không biết xuống nào mà được. Dạ, nước nó chảy dữ lắm luôn kìa. Đó gọi đèn xuống là thấy nó chảy dữ lắm. Đúng rồi, giờ nước đang chảy đó mà. Vậy là cô với con trai có ở cùng nhau gần nhau không cô? Ở chung mà. Ở chung luôn hả? Hai chồng nó xuống từ đầu năm đến giờ, vợ nó học ở dưới này à. Còn này rồi nó mới xuống, vợ chồng nó xuống ở hết, để hai đứa con nó xuống luôn. Vợ là quê ở đâu vậy cô? Quê Đắk Nông. À. Còn còn cô quê gốc ở đâu? Quê gốc ở ngoài Bắc à. Con trai cô là năm nay bao nhiêu tuổi đây cô? 31 tuổi. 31 tuổi. Mà vợ năm nay bao nhiêu tuổi cô? Vợ năm 92. 92 thì à, năm nay cũng 30 ha. 30, hai vợ chồng ngang tuổi nhau. Nên tội quá. Vậy là lúc trước là hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn gì không cô? Không. Cái nồi tại chiều trưa ngày đó nó ăn cơm xong nó chở vợ lên chỗ làm mà, chở đi lên học mà. Dạ. Yeah. Vào nó còn nói chở đi đại đi, không có thì con nó về nó thấy tôi đi nó lại khóc, nó thấy em đi nó khóc, rồi chở đi thì vợ nó còn về, thằng này về tới nhà rồi nó nói chứ anh ngủ giấc đi cho nó khỏe đi, em thấy anh buồn ngủ đó, cái thằng này nói anh về tới nhà rồi anh tắm rửa anh ngủ. Thì là tối là 7-8 giờ tối nó điện vô nó nói là từ nay đổ đi em không về nữa, ở nhà nuôi con làm gì làm em không về nữa đó. Là vợ nhắn tin như vậy cô? Vợ nhắn tin như vậy, bắt đầu nó trận cuộc gọi của cô, trận tất cả mọi người hết à. Vợ chồng nó này kia là trận hết đây luôn hả? Dạ. Tức là con cô là ôm cháu đi luôn, ôm con đi luôn mấy tháng nay rồi thì cô cứ động viên cô à, là có nghĩa là cái tin nhắn đó là của vợ là mấy tháng chứ không phải bây giờ phải không cô? Không, nào nó mới tốn kia này nè à. Nó nhắn tin về nó nói là giờ nó có người khác rồi nó không về nữa à. Thằng này nó chắc là nó sẽ đang là trầm cảm sẵn trong người nó. Dạ. 20 ngày nay là nó không bước chân ra khỏi nhà. Dạ. Noel nó cũng không đi, mọi lần nó đi chơi dữ lắm mà nay Noel nó cũng không đi luôn, nó không chở con nó đi luôn. Dạ. Nó ở nhà hết rồi, nó về nó cứ bảo nhà chị là bán hủ tiếu bán bánh canh chứ mà. Dạ. Nó kêu là mẹ ơi cho con 100 ngàn con đi mua trà sữa cho hai đứa, nó con lấy trong phòng tủ, nó kéo ra lấy con lấy 100 nó rồi nó rủ cái con bé lớn là Yến đi mua trà sữa với ba, kêu ông bò đi mua trà sữa với ba luôn. Thằng kia thằng lớn thì nó bảo xong mai con thi rồi con ở nhà con không đi đâu, thì ba nó còn nói như mày nhà rồi là coi điện thoại chứ không đi thì mà cũng hên là cái thằng lớn không đi.
là tối đến 9-8 giờ mấy nó gửi điện thoại, nó gửi số tin nhắn về cho cô, nó nói là mẹ ơi con xin lỗi mẹ này kia đó, là con không về nữa này kia vậy đó, là bắt đầu là lúc đó là thằng này thằng nhỏ này nó mới nói ra. Dạ. Nhỏ nó mới nói ra là rồi vậy là đâu viết tin nhắn sao đó, cô? Không biết nè. Là vợ viết tin nhắn này hả? Không, chồng nó viết nó gửi cho cô đó. Mẹ ơi, cha con đi đây. Xin lỗi mẹ. Để con xem nào. Xin lỗi mẹ, kiếp này con không báo hiếu được cho mẹ rồi. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Sau này con không bên cạnh mẹ, đừng buồn nha. Vợ con nó không tin con sẽ chết. Con sẽ làm cho nó thấy mẹ đừng tìm con. Sẽ có người báo cho mẹ xác con đang ở đâu. Xin lỗi mẹ. Trời ơi, cái dòng mà cái dòng trạng thái mà đó rất buồn luôn. Đó. Vậy là cô gọi bao nhiêu cuộc là không được luôn hả cô? Nó qua máy luôn này kia, nó gọi cuộc thằng lớn nên nó mới nói mẹ ơi bà nội ơi, mẹ con gọi điện về, mẹ con nói với ba con như vậy vậy đó mà. Dạ. Mẹ con không về nữa, mẹ con mẹ rất thương luôn. Vậy là cái tin nhắn đó là mấy giờ đấy cô? Tin nhắn là mấy giờ tối hôm qua cô? Nhắn lúc cô mới có 19 giờ 3 phút à. À là nhắn tin buổi 19 giờ 3 phút. Trước khi nó đi là nó đi xe rim. Đi xe gì cô? Xe rim mà cô không nhớ biển số nhiêu. Vậy là hai cha con đã chở nhau đi. Chở nhau đi. Đấy còn cái xe hôm qua đâu có trên cầu đâu ta? Có không ai biết đó. Cái người ráp thì biết họ khác. Ủa xe qua không có xe, không có xe, có hai đôi dép chứ cái tờ giấy đôi á. À không có xe trên. Không có xe đúng không? Không có xe nó đi tầm đó. Tại vì hôm bữa nó thương vợ nó mức độ như này, tôi mua cho nó chiếc xe Vision đầu năm vừa rồi. Cái rồi á nó kêu là mẹ ơi vợ con nó đi nay là 20 ngày rồi, thôi mẹ cho con cầm chiếc xe đi để con đi kiếm vợ con. Nó cầm chiếc xe 16 triệu nó đi mua chiếc xe đi 6 triệu rưỡi, còn bao nhiêu nó đi kiếm vợ nó. Kiếm vòng quanh nó đi đúng nửa tháng không thấy vợ tin tức gì hết. À chắc là hết cũng hết tiền, nó chán hết nó bất mãn. Hết tiền cái bắt đầu nó quay về thì cô cũng cứ sợ nữa con, cô trầm cảm, cô khuyên cô nó con nó kệ đi, nó đi làm ăn kiếm tiền thì nó về, sao đâu con. Có đâu, cô cứ động viên nó hoài, cô không kêu nó đi làm gì hết. Cô nói ở nhà phụ với mẹ đi, mẹ bán một điếu này, đông khách rồi, con ở nhà đi. Thì cô biết là con cô nó rất là buồn, nó thức từ tối đến sáng, đêm nào cũng như đêm đó nó hút một tàn, cái đồ gạt tàn mà một gạt hút vậy. Cái cô mới nói là mình đi hỏi tôi bắt đầu lên mình. Con buồn nó kệ nó đi đá nó về, con nó đẻ cứ cuột ra hai đứa này hôm nay nó bỏ. Dạ. Tới sinh nhật hôm vừa rồi nhé, là 10 năm mua cái tiền nó đi mua bánh kem cho con, nó với nó đi mua đầm cho con nó. Mấy cái là mấy họp thì cũng không thấy mẹ nó về luôn, nó là sinh nhật cho con nó mà nó buồn lắm, con nó buồn kệ, con không làm ra tiền thì nó làm ra tiền, kệ nó đi, nó học ra ngày rồi. Đó, rồi cùng với tối kia nó nhắn tin về nó nói gì đó. Nó trách móc thằng này rồi nó nói này nói kia rồi nó nói là nói nhiều lắm. Rồi sáng này thằng con trai đâu của nó mới nói là nếu mà em con với ba con á mà thật sự mà nhảy cầu mà chết á thì con nhắn tin cho bên nhà ngoại á là đừng bao giờ mà kêu mẹ con về đây kiếm con này kia, con có chết con đi theo bà nội chết con ở với cô hai, tức là chị của bố nó. À đây là thanh niên Grab đây hả? Mới nói là ủa cái gì trời, cái là em mới nói, anh ơi những cái ai nhảy cầu là lúc có khách đi ngồi sau lưng nữa. Xong rồi cái em mới quay lại thì em thấy có đôi dép á, nói chắc có người nhảy cầu thì quay lại thấy hai đôi dép. Hai dép là anh với em chỉ thấy phớt là nhảy thôi đúng không? Dạ thấy có người gây thúc mà. Không biết lúc bây giờ là mấy giờ em? À, đúng 12 giờ luôn. 12 giờ khuya luôn hả? Đúng 12 giờ luôn. Tại vì còn thời gian mình gọi rồi cho bé hết luôn mà. À. Vậy là em phát hiện là hai đôi dép bên trên hả? Dạ, xong rồi em mới quay lại, em nó không tin, mới quay lại thấy chắn chắn là lúc đó em chưa phát hiện là đôi dép, quay lại thì nhìn mới thấy hai đôi dép. Đó xong rồi mới đọc cái lá thư thì là mới xác định là em đọc cái lá thư đó là nội dung sao em? Dạ, bây giờ em cũng không nhớ nổi nữa. Em nhớ cho mình nội dung rồi. Em có chụp lại không? Bị vợ bỏ đi rồi ổng buồn quá rồi ổng bị bệnh ung thư nữa. À. Ra ổng mới nhảy rồi. Ổng bị bệnh ung thư nữa hả? Dạ, bệnh ung thư.
À. Lúc đó là em thấy là dép của hai cha con bỏ lại luôn. Dạ đúng rồi. Cái nhỏ luôn phải không? Dạ. Tại lúc đó xui khiến sao á, lúc đó cứ khách mà khách nó cứ đứng trước mặt em hoài mà cứ lạo tới lần luôn mấy lần luôn. Mà điện cái lại hỏi nó phải anh đặt xe không, nó không, cái hồi cuối cùng ấy lên. Rồi sao mày mới thì cứ khách chạy lên chữa cầu là gặp luôn. À. Lúc bây giờ là em có kêu cứu không? Em có cầu cứu không? Lúc đó có điện công an rồi điện chạy xuống bên chốt giao thông bên đây nè. À. Lúc đó 12 giờ khuya hả em? Dạ lúc 12 giờ luôn, không chở lúc nào á. Trong 12 giờ 1 phút em mới điện cho bên công an quận 12 nè. À. Đây là mẹ của thanh niên đây nè, đang ngồi đây này. Đây là mẹ của đang ngồi ghế này. Đây là ngồi ghế này nè em. Đây em chia sẻ với cô đi. Anh em đang tìm kiếm phụ, đang chờ đợi. Trong khi đó lúc đó, ông ở nhà, ông đó giờ ở đâu? Ở với cô đi. Mà cô thấy ông có hiện gì không? Nó rất là buồn, nó có vợ ở nhà, nó rất là buồn. Nó đi kiếm vợ, nó cầm cái xe đi xịt 16 triệu, mua cái xe đi 6 triệu mấy con. Nó kiếm vợ, nó cả nửa tháng hàng. Rồi đi rồi chứ kiếm gì ở đâu không? Cũng biết cái tiệm tối qua nó đi là nó chở nó đi là có chiếc xe riêng mà cũng biết tiệm tối nó nhiều biết cũng chẳng thể đi cô nhà cô bán quán bán buôn bán thì nhà cô có camera hay gì không? Lúc còn có nghĩa là chị thấy có hai đôi dép chứ là giấy không mà dép thì chiếc rất là ngay ngắn luôn. Là chiếc dép đè lên giấy hay sao em? Không, đúc vô trong gì nè. À. Em có còn hình đây nè. Đâu hình đâu em đọc xem nào, cho anh chị nhắn nội dung là cái là đây là mẹ của xem anh đi mà nhảy cầu, mẹ anh đi nhảy cầu, mẹ của anh đi nhảy cầu, anh đưa đứa gái, đứa bé gái. Đâu em đọc cho anh xem nào, viết dài vậy hả, em đọc cho anh xem nào. Đọc hả, em đọc đi, đọc xem nào. Bình Phước, quá sốc sạc, quá sốc sạc, bà mẹ khóc, bà con. Cái máy tự đọc rồi. Được. Tôi đâu có nhiều đâu, không có mình nói lên con trai vậy. Bây giờ là mẹ thầy ở bên Củ Chi qua nhà Trương Hải. Củ Chi hả? Ở Củ Chi. Đón xe Củ Chi qua gặp Trương Hải, xe Trương Hải đi đưa xuống cái cầu Trương Bình Phước qua dành lấy cái phượng. Em đọc cái trạng thái hôm qua anh định không nói ra điều này, anh tính giữ nó đến lúc anh mất đi thì thôi, nhưng anh phải nói thôi, anh xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm. Anh muốn em ghét bỏ anh mà đi, em biết vì sao anh hay nói chúng mình bên nhau vài năm nữa thôi. Rồi em ôm anh đi, sau này không ôm được nữa, không ôm được nữa. Em biết vì sao không? Anh bị ung thư đó. Anh muốn em rời xa anh, nhưng không nghĩ em sẽ phản bội anh. Lớp lên. Sao anh đau lòng đến thôi, anh muốn giấu kín nữa mãi mãi. Nhưng anh phải nói để em tha thứ cho anh. Anh xin lỗi lần này. Nghĩ em bên vòng tay người khác, tim anh đau rất em à. Đây là cái nội dung cái thư này là cái thư là nhắn gửi là vợ là đi theo người đàn ông khác, dạ, cho nên bị chồng là mang một căn bệnh ung thư. Dạ. Đã như vậy là rất buồn mà cũng líu kéo vợ nhưng không có được. À, vì vậy quyết định là ôm một đứa con gái nhảy cầu. Dạ. À, cái câu chuyện này thực sự là rất đau lòng. Anh là muốn giấu nhưng mà bây giờ anh phải nói ra. Dạ. Anh nói ra lần cuối á. Cô là ở trong ảnh bị bệnh ung thư đúng không? Dạ. Thôi, nhưng mà cô có biết anh bị bệnh ung thư không? Dạ. Tôi giấu hết nữa đâu mà. Đúng. Tại nó biết cô này chỉ có một mình nó, cô rất là thương con. Hay là nó ung thư cho vợ về. Không, đây là nhảy rồi, đây quyết định nhảy rồi mà. Hay là nó ung thư là cho vợ về. Đâu em đọc sơ nội dung cho mẹ. Dùng rất rồi. Còn sao? Con sẽ đổi mẹ rất nhiều. Con đã chọn cách này để kết thúc con tiêu bao báo hiếu được cho mẹ. Điều gì đã
Ai về lại đọc chữ có khỉ đâu ai. Rồi trời, đọc đi. Đọc rồi à. Mà chữ khỉ đâu mẹ. Mà mẹ từ cuộc chiến qua. Này là xin lỗi mẹ. Giờ đến đây con xin lỗi mẹ rất nhiều. Thì con đã chọn cách này để kết thúc. Con chưa báo hiếu được cho mẹ điều. Thật sự là câu chuyện này rất đáng buồn nha cô chú anh chị. Trong thời gian vừa qua phải là rất nhiều các chị em phụ nữ phải nói là buồn chuyện là chán gia đình và đã bỏ theo nhân tình. Vì vậy rất nhiều các câu chuyện phải nói thực sự là hết sức đau lòng. Rất nhiều người đã ôm con nhảy cầu và nhiều người bỏ ra đi mãi mãi từ biệt. Thì đây là một cái câu chuyện tiếp theo thực sự là rất đau lòng. Đây là chồng cho vợ đi học spa, trong quá trình đi làm spa bây giờ ra nghề rồi, bây giờ có nghề rồi, thì để quen người đàn ông khác. Còn chồng bây giờ cũng rất đau khổ, lưu kéo vợ không được, vì vợ đang theo một người đàn ông khác, một nhân tình. Vì vậy nên chồng quyết định họ ôm con nhảy cầu. Đây là cầu Bình Phước 2, cô chú anh chị và các bạn. Đó, bây giờ nước chảy rất xiết là 12 giờ và là 00 giờ đêm ngày 27, rạng sáng ngày 27 luôn các cô chú anh chị. Đó. Đó, nhìn thấy cảnh thực sự nó rất đau thương, rất đau lòng. Dòng nước chảy rất xiết là bây giờ chưa biết là phương hướng là hai cha con đã trôi dạt về đâu. Thì để trên xe ở trên cầu là có một tấm giấy gọi là định mệnh, tuyệt mệnh của mình và kèm theo hai đôi dép của chú anh chị. Đó. Thực sự là rất đau lòng luôn. Đó. Của chú anh chị mà thấy rất nhiều cái câu chuyện phải nói rất đau thương. Đây cũng là một trong những lời cảnh tỉnh cho tất cả các anh các chị, hãy suy nghĩ lại và thực sự là tỉnh táo. Đó, bé gái thì 8 tuổi, cha thì 31 tuổi. Thực sự là cô thì chia sẻ đây là chỉ có một người con trai duy nhất, nhưng mà trong tâm tư nguyện vọng cuối cùng mà người con viết những tâm tư này lên thì cũng nói là con bị bệnh ung thư, thực sự rất đáng buồn. Bây giờ là 14 giờ chiều rồi cô chú anh chị, 14 giờ chiều ngày 27 tháng 12 là toàn cảnh cầu Bình Phước 2, dòng nước bây giờ nước chảy rất xiết. Rất buồn con. Dạ. Mà ổng chỉ có cái vỏ à. Ổng chỉ đây à, có bằng tấm sàn thì có sàn với cano. Lớn trời. 12 giờ thì nước ngày hôm 12 giờ nước rộng á. Vậy là 12 giờ đêm hôm qua thì khoảng bao nhiêu giờ, bao giờ lỗi chú? Khoảng bao nhiêu tiếng chú? Khoảng theo như dự kiến là khoảng bao nhiêu tiếng là hai cha con sẽ lỗi lên? Nó là 24 tiếng á. 24 tiếng mà mới được con. Cái giác nếu 12 giờ là nước gọc. Nước gọc con. Nước chảy thế này nè. Đó nó gọc 12 giờ nó gọc qua là thấy trên con kè đó. Con kè đó. Nước chảy rất to. Nước chảy rất lớn. Giác đó là nước yếu, giác đó là nước chảy nhiều. À. Giác đó là nước chảy. Có nghĩa là 24 tiếng thì bắt đầu mới lỗi của cô chú anh chị, mà mới được có hơn 12 tiếng à. Vì chỉ là hai cha con có thể là chưa lỗi lên, đang chìm ở đáy dưới đáy cầu Bình Phước hoặc là đang trôi dạt về đâu đó.